Hello, xin chào các bạn. Như các bạn cũng đã biết là mạng wifi bây giờ nó khá là thông dụng. Khi chúng ta đi ra ngoài đường, đi làm, đi học hay là đi chơi gì đó đều cần cái mạng wifi để chúng ta lướt web hay là trao đổi thông tin. Thì thông thường thì để nhập một cái mật khẩu wifi, các bạn cần phải hỏi mật khẩu và phải đánh cái mật khẩu đó vào. Nó khá là rắc rối, cũng như là đôi lúc là mình nghe lộn cái mật khẩu mình nhập sai nữa. Thì hôm nay Ngân sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng trên Siri Shortcut để giúp các bạn là chia sẻ wifi mà không cần phải nhập mật khẩu. Đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào cái đường link này. Thì cái đường link này Ngân sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Sau đó nhấn vào nhận phím tắt. Các bạn sẽ bấm nút mở. Mở ứng dụng này lên, các bạn sẽ thấy là cái phần share wifi nó sẽ nằm trong một thư viện. Và nhập cái patch wifi của mình vào. Ok, bấm nút xong. Ngân sẽ lấy thử một chiếc điện thoại khác để check xem thử là có được bắt được wifi không nha các bạn nha. Bấm vào share wifi và chạy phím tắt. Các bạn lưu ý là điện thoại này chưa có wifi nha các bạn nha. Đây, chưa hề có wifi. Đây, các bạn sẽ thấy một thông báo hiện lên là kết nối mạng với studio. Ngân sẽ kết nối mạng. Thoát ra bên ngoài. Đây, wifi đã hiện lên rồi. Ngân vừa chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật để kết nối wifi mà không cần phải đọc mật khẩu của mình, cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Các bạn hãy thử trên chiếc điện thoại của mình xem là mình có thành công hay không nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.